Sau khi cái video này được công bố ở trên YouTube ấy, thì đến em sẽ chốt thời gian là đến 12 giờ trưa ngày mai. 12 giờ trưa ngày mai em sẽ tất cả những cái bác như này sẽ kết bạn Zalo cho em để gửi cái địa chỉ này. Xong rồi tên wifi cũng như cái mật khẩu wifi để em cài đặt luôn cho đỡ phải về phải cài đặt chẳng hạn. Như vậy. Hoặc là em sẽ check lại một số cái thông tin nữa để đảm bảo được cái quyền lợi cho anh em đã chia sẻ những cái video của em. Nếu mà anh em nào mà không không thực hiện được thì cái cơ hội tiếp theo lại dành cho anh em khác. Đấy. Cuộc chơi thì mình phải sòng phẳng với nhau, đúng không? Đó. Nếu mà mọi người muốn theo dõi video của em để được tặng những cái phần thưởng này như này thì mọi người bấm đăng ký kênh xong cho em một nút like, một cái comment ở bên dưới để có thể tiếp tục ra được những cái video nó hay hơn nữa. Đó, xin chào tất cả mọi người. Hello, xin chào tất cả mọi người. Cái video hôm trước thì em cũng là muốn tặng cho 5 người may mắn nhất ở cái trên cái kênh YouTube của em này. Thì hôm nay đây em sẽ tiến hành bốc thăm để chọn ra 5 người may mắn nhất để có thể tặng cho mỗi anh em là một cái model phụ như này. Đấy. Thì ở trên tay em đây là nó có những cái lá phiếu này, tức là những cái anh em nào mà comment thì sẽ được những cái lá phiếu như này và em sẽ tiến hành bốc thăm là chọn ra 5 người. Đây. Bác có kênh là Trường Trương này. Gấp lại nha. Đây em sẽ bỏ vào cái hộp này. Đó, một lá này. Bác thứ hai là Long Nguyễn này, hai. Bác thứ ba là Bình Po này. Bình Po này mọi người. Đó. Đây mọi người nhá, đợi hai lá rồi, ba lá này. Tiếp theo là Thiện Nguyễn. Đây là thứ tư rồi. Đây là Huy Blue. Huy Blue. Năm. Hai, bốn, năm. Đào Cao Trường. Đào Cao Trường thứ sáu này. Hà Đại Hiệp là thứ bảy. Đây em chọn ra năm người may mắn nhất nhé. Hiệp TV này. Thứ tám. Huân Nguyễn này. Thứ chín. Yên 2M này, thứ 10. Đây là những anh em nào đã comment ở trên trên YouTube của em. Dung Lê này hay là Dũng Lê gì đấy. Đây không có gì. Châu Anh Hoàng, Châu Anh Hoàng. USA này, USA. Đây là Long Ngô. Không biết được bao nhiêu ấy rồi, không được bao nhiêu bác. Đây là Thanh Bình này. Đây là Thành Đặng Hữu.
trừ bát giới mọi đây, trừ bát giới mọi người. Ở đây khoảng độ tầm 30 cái lá phiếu mọi người nhé. Đó, trao tặng cho 5 người. Quang Trần. Đây, Quang Trần đây mọi người. Quang Trần. Đây, Văn Khánh. Hoàng Phương Trương. Trương Hoàng Phương này. Cuối cùng là Thuận Lê. Bác Thuận Lê là cuối cùng. Đấy, xem nó bao nhiêu lá phiếu này. Đổ ra đây. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21. Đấy, trong số 21 người có phiếu ở trong này thì em sẽ chọn ra. Ở đây thì ở đây em sẽ chỉ chọn 4 thôi, bởi vì một con em đã gửi cho thằng cu em ở trong ấy rồi. Có cái thằng cu em đã gửi cho nó trước rồi, bởi vì ưu tiên là nó comment trước. Nhưng mà hình như là nó đây, Thanh Bình đây này, phải gì loại cái Thanh Bình này đi này. Đây mọi người nhé. Đấy, em đã gửi cho bưu điện rồi nhưng mà đến nay vẫn chưa nhận được. Thì em sẽ chỉ chọn 4 thôi. Nếu mà dính cái Thanh Bình ở trong phiếu này thì là coi như là cái này là không tính. Bây giờ chỉ còn có 4 người nữa thôi. Có 4 cái nữa thôi. Đây gần 2, 4, 6, 6 wifi. Nhưng mà sẽ dành cho những video tiếp theo. Video lần sau. Đây, em sẽ đậy nắp vào. Ở đây em sẽ chọc cái này đi cho nó ấy này. Để làm một cái lỗ. À đây, còn một cái phiếu China nữa mọi người nhé. China này, không ai quên mất mẹ bác này thì vỡ mồm. Bốc lại không thấy có. À, còn cái bác Tiến Vũ nữa. Là 23 người. 23 người, chọn ra 4 người. Đấy. Ở đây em sẽ có một cái... Một cái này, em sẽ sắp như kiểu sắp đĩa ấy. Thì xong đổ ngược nó lên. À. Đây mọi người nhá. Đây. Đây, em sẽ tiến hành chọn ra 4 người. 1 3 rồi. Ui, được 5 người rồi. Được 5 người rồi. 5 người thôi, ưu tiên cho 5 luôn. Đỡ phải. Đấy. Đây là 5 người mọi người nhá. Còn ở đây là em sẽ gấp lại đây. Đây, có 5 người ở đây rồi. Đấy. Rồi, chúc mừng bác USA này. 1 này. Đấy, bác thứ hai nữa là Hoàng Phương Trương. Trương Hoàng Phương gì đấy. Đấy, bác tiếp theo. Đào Cao Trường. 3 rồi. Rồi, bác Hà Đại Hiệp. Hà Đại Hiệp. Đây, bác Hà Đại Hiệp đấy nha.
Tiếp theo là Huy Blue. Như vậy đã chọn ra 5 người rồi nhá mọi người nhá. Đầu tiên là USA này. Hai là bác Hoàng Phương Trương này. Đào Cao Trường này. Huy Blue. Hà Đại Hiệp. Rồi. Sẽ tiến hành tặng cho 5 bác này, 2 4 5. 5 con như này. Lần sau video lần sau nữa thì em sẽ tặng một cái con khác, con hai râu đi. Con hai râu như loại này. Đó. Video lần sau em sẽ tặng cho mọi người cái con như này nhá. Nó chỉ là một cái model cũ thôi, nhưng mà nó sẽ là wifi phụ. Mọi người có thể sử dụng rất tốt. Đó. Em bán mẫu rất nhiều cho nên là mấy cái đồ này nó còn nhiều lắm. Đấy. Video lần sau nữa thì em sẽ tiến hành tặng tiếp nha mọi người. Cái nội dung video đến đây là hết. Xin chào mọi người. Sau khi cái video này được công bố ở trên YouTube ấy, thì đến em sẽ chốt thời gian là đến 12 giờ trưa ngày mai. 12 giờ trưa ngày mai em sẽ tất cả những cái bác như này sẽ kết bạn Zalo cho em để gửi cái địa chỉ này, xong rồi tên wifi cũng như cái mật khẩu wifi để em cài đặt luôn cho đỡ phải về phải cài đặt chẳng hạn như vậy. Hoặc là em sẽ check lại một số cái thông tin nữa để đảm bảo được cái quyền lợi cho anh em đã chia sẻ những cái video của em. Nếu mà anh em nào mà không không thực hiện được thì cái cơ hội tiếp theo lại dành cho anh em khác. Đấy. Cuộc chơi thì mình phải sòng phẳng với nhau đúng không? Đó. Nếu mà mọi người muốn theo dõi video của em để được tặng những cái phần thưởng này như này thì mọi người bấm đăng ký kênh, xong cho em một nút like, một cái comment ở bên dưới để có thể tiếp tục ra được những cái video nó hay hơn nữa. Đó, xin chào tất cả mọi người.